Nhớ không? Có bạn nào còn nhớ hôm bà trước chúng ta học đến đâu rồi nhỉ? mang Đến mang gầu rồi à? Đây là tiếng thứ ba này, là học thứ ba này. Bỏ chơi đỏ đâu má. Rồi bây giờ trước khi cô hỏi cô mời lần lượt từng bạn đọc bài thì cô sẽ cho tất cả các bạn nghe lại một lần nữa về cách phát âm của những cái từ này nhá. Thôi thôi. Cô ơi cho bạn đi. Rồi con đi đi. Đi đi. Mẹ xin cho ăn rồi. Con đi đi. Today we have a new student. Hôm nay chúng ta có học sinh mới phải không nhỉ? Hello Thái Sơn. Listening 52. Listen and repeat. What are they? J. Jug. J. Listening 54. Anh ơi, con đã có trong lớp chưa? Nào, có mời bạn Nguyên và bạn Thái Sơn mở mic lên cho cô nào. À, mở camera lên cho cô nào. Rồi cả lớp thấy màn hình cô share chưa ạ? Rồi ạ. Yeah, very good. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa nhé. Nguyên ơi, can you turn on your camera? Rồi ok, cô sẽ mở cách đọc này. Các bạn chú ý, cô chỉ mở cho các bạn nghe một lần thôi nhá. Và đây là cái phần bài cũ. Listen and point. Letter J. 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 Jug. J. Juice. Letter K. 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 Kangaroo. K. Key. Listen and repeat. Letter J. 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 Jug. J. Juice. Letter K. K.
K. Kangaroo. K. Key. Listening 55. Juice. Listen and chant. Juice, juice, juice. Jug, jug, jug. Juice in a jug. Ja, ja, ja. Katie, the kangaroo, has a key. K, k, k. K, k, k. Juice, juice, juice. Jug, jug, jug. Juice in a jug. Ja, ja, ja. Katie, the kangaroo, has a key. K, k, k. K, k, k. Listening 56. Listen. Woo! Adapted Mind Math! Come explore the site with me. I'm in first grade, so... Point and repeat. 9. 10. Tiếng con gì gầm đây cả lớp? Con gì nhỉ? Lion. Đúng rồi, lion. Lion là con sư tử nha. Not con hổ. Ten. Con chim. Chim chúng ta đọc là gì nhỉ? Bird. Bird. Nhà 10 con bird. Bird. Good. 10 con bird à? 10 con chim chúng ta đọc như thế nào nhỉ? Bird. Ok, bird là chim. Còn 10 chúng ta đọc như thế nào? Ten. Good. Ten. Ten birds. Listen, D-step. And letter L. Bạn nào đấy tắt mic giúp cô ấy nhỉ? Cho đỡ ẩm trong lớp nào. L. L. Lion. L. Lollipop. Letter M. 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 Man. M. Mango. Listen and repeat. Letter L. L.
L. Lion. L. Lollipop. Letter M. 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 Man. M. Mango. Ok, đó là tất cả nội dung hôm trước chúng ta đã được học đúng không nào? Rồi, bây giờ cô sẽ mời lần lượt từng bạn đọc các cái từ mà hôm trước chúng ta đã học nhé. Có bạn nào xung phong đọc trước không? Có bạn nào tự tin giơ tay đọc bài không nào? No, no one. Ok, bây giờ cô sẽ mời bất kỳ nào. Cô mời bạn Minh Chiết trước nào. Bạn Minh Chiết này có cái tên đáng yêu nhỉ? Ok, cô mời bạn Chiết nào. Cô đọc lần lượt từng hình cho cô luôn nhá. Đọc cả bốn luôn. Yeah. Good. Juice. Okay, good. Key. Okay, and? Kangaroo. Can you repeat that? Con có thể đọc lại không? Kangaroo. Kangaroo. Not king nha. Kangaroo. Kangaroo. Con đọc lại nào. Kangaroo. Chiết ơi đâu rồi? Con tắt mic mất rồi kìa. Kangaroo. Ok, good. Rồi, con đọc hai cái từ này cho cô nào. Letter. Z. G. 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 Letter. Ca. Ca. No ca. Cây. Ok, cây. Còn đây mình đọc là letter J. J, not G nhé con. Letter J. Cách đọc của nó mới là G. Chữ cái là chữ cái J nhá. Con đọc lại nào. J. Yay. Hey. Các đọc lại nào. K. K. Ok, good. Bốn từ đầu bạn Minh Chiết đã biết đọc rồi nhá. Tiếp theo nào. What's this number? Nine. Good. Nine. Nine gì đây nhỉ? Lion. Good. Có đọc đầy đủ cả câu nào. Lion. Lion có thêm S không? Có. Có thì mình đọc như thế nào nhỉ? Lion. Nine lion. Okay. And? Ten. Ten gì đây nhỉ? Ten bird. Bớt có S đâu? Có. Ok. Vậy lần sau từ số 2, hai con vật hay là hai đồ vật trở lên, con nhớ đọc thêm S luôn nhá. Rồi bây giờ con đọc lại cho cô nào. Này, này. Ừ. Bức tranh này nè. Bức tranh này. Ten. Ten birds. Ok, ten birds. Good, very good. Ok, tiếp theo những từ này nào. Pandas. 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 Bắt đọc này, pandas. Pandas. Ok, tiếp theo. Beers. Not beer. Từ gì nhỉ?
Mass. Good, mass. Next one. Lives. Okay, and the last one. Hippos. 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 Không phải là mà là mình đọc là z, hippos. Các đọc lại cho cô nào, hippos. Hippos. Âm s này mình sẽ đọc là z, hippos. Hippos. Okay, good. And what's this? Lion. Good. Next one. Lollipop. Okay. Man. Okay, and the last one. Mango. Very good. Rồi con đọc hai chữ cái này cho cô nào. L. L, good. And M. M. Okay, very good. Bạn Minh Chiết rất là thuộc bài nhá. Rồi cô mời bạn khác nào. Bạn Phương à? Ok, cô mời bạn Phương trước nào. Cô mời bạn Phương đọc cả 5 cái từ trên này luôn nhá. Phương ơi, con có thể đọc lại được không? Cô chưa nghe rõ ấy. Okay, bird. Yeah. Good. People. Crocodile. Good. Tiger. Very good. Tiếp theo đi Phương ơi. Jump. No, jerk. Jerk. Đúng rồi, jerk. Next one. Juice. 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 Đúng rồi, chúng ta không đọc là juice mà juice. Juice. Đúng rồi. Juice là cái gì đây nhỉ? Là sữa. Là nước ép nhá. Juice là nước ép cả lớp nhá. Thế jerk là cái gì đây? Cả lớp mình ơi. Bình hoa. Jerk là cái bình nhá. Bình có tay cầm nè. Cái bình có tay cầm. Ok, wow. Tiếp theo nào. Kangaroo. Good. And the last one. Tea. Good. Rồi con phát âm hai cái chữ cái này cho cô nào. Letter. Letter gì đây nhỉ? J. Ok, con đọc lại lần nữa nào. J. Rồi. Từ này. K. Ok, good. Okay, what's this number? Nine. Nine. Line. Không phải là line mà là nine. Nine. Đúng rồi, nine. Nine cái gì đây? Line là con hổ á. Line là con hổ á. Số này là số gì Phương? Số 9. Số 9 chúng ta đọc cái nào? Like. Not like. Con đọc cái từ nine nào. Con nine ấy. Nine. Con đọc... Đúng rồi, nine. Lại một lần nữa nào. Nine. Ok. Rồi, chúng ta có nine cái gì đây? Con thổ ạ. Not con hổ. Con gì đây?
Con gì đây cả lớp? Có bạn nào biết không nào? Trả lời giúp bạn Phương thế nào. Con gì đây nhỉ? Lion. Đúng rồi, lion. Lion là con gì Minh Chiết nhỉ? Là con sư tử. Đúng rồi, bạn Phương nhớ nhá, đây là con sư tử, không phải con hổ, được chưa? Rồi, bạn Phương đọc lại cho cô nào. Con hổ. Không phải con hổ, bạn Phương không chú ý à? Bạn Minh Chiết vừa nói là con gì? Đúng rồi, con sư tử. Sư tử đọc cái nào nhỉ? Là lion. Đúng rồi, cô mời bạn Phương đọc lại nào. 9 con sư tử đọc như nào? Lion. Lion là mới là sư tử thôi. 9 con sư tử cơ mà. Lion. Không phải lion. Từ này mình đọc như nào? Lion. Ok, lion. Lion là con sư tử. Số 9 là gì? Nine. Đúng rồi, nine. Vậy 9 con sư tử là gì? Lion. Chúng ta có 2 từ nhá. Thứ nhất là số 9 và thứ hai là con sư tử. Nine. Nine lions. Nine lions. Đúng rồi. And số mấy đây? Số 10 ạ. Số 10 đọc như nào? Ten. Đúng rồi, ten gì đây? Con chim ạ. Chim đọc như nào nhỉ? Bird. Đúng rồi, bird có thêm s không? Có à, không. Không á, tại sao lại không? Có. Thế tại sao lại có nào? Phương nói cho cô biết tại sao lại thêm s. Ừ, thế từ mấy con trở lên thì chúng ta thêm s? Đúng rồi, thêm S xong rồi chúng ta đọc như thế nào nhỉ? Yes. Không, chúng ta không thêm S vào chữ ten mà chúng ta thêm vào birds. Đúng rồi, vậy 10 con chim đọc như nào? Ten birds. Ok, very good. Rồi, cô mời bạn Phương đọc 4 từ này nào. Pandas. Pandas. Đúng rồi. Đây có âm S cuối cùng nhá. Chúng ta phải đọc cả âm S nữa nhá. Tiếp theo. Bears. 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 Okay, next one. Lions. Okay, and the last one. Hippos. 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 Không phải là, mà là chúng ta sẽ đọc là hippos. Hippos. Chúng ta sẽ đọc là hippos, not hippos. Hippos. Ok, good. Rồi, panda là con gì đây nhỉ? Con gấu. Con gấu gì? Tại vì giờ chúng ta có từ be cũng là con gấu đúng không nào? Thế làm sao để phân biệt được hai từ này? Có bạn nào biết không? Gấu trúc và gấu bông ạ. À. Đúng rồi, gấu trúc thì đúng rồi, nhưng be này là con gấu thật chứ không phải là gấu bông. Gấu bông là teddy bear đúng không nào? Hôm trước chúng ta có từ teddy bear ấy, là gấu bông, còn bear này là con gấu mà. Đây này, con gấu thật đây này, con gấu ăn thịt đây này. Ok, lớp mình đã nhớ chưa nào? Rồi ạ. Ok, and next one. Đây là con gấu ăn thịt. Rồi, cô mời bạn Phương đọc tiếp nào. Lion. Ok, không thêm S nhá, có một con lion thôi mà. Con đọc lại nào.
Okay, lion. Next one. Cái từ này nghĩa là gì nhỉ? Lollipop. Đúng rồi, lollipop. Lollipop. Đúng rồi, lollipop là gì đây? Là kẹo mút ạ. Okay, very good. Next one. Man. Okay, last one. Mango. Very good. Rồi, con phát âm hai chữ cái này cho cô nào. L. Okay, L. And? M. Okay, good. Rồi, con mời bạn Đinh Nguyên nào. Rồi, con mời bạn Đinh Nguyên đọc 5 bức tranh đầu tiên cho cô nào. Bird. Con đọc lại nào. Bird. Okay, bird. Bear. Hippo. 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 Okay, good. Crocodile. Good. Tiger. 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 Okay, very good. And what about this? Rồi con đọc tiếp 4 bức tranh này cho cô nào. Duck. 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 Good. Juice. 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 Không phải là t, mà là juice. Juice. Okay, good. Con. Kuru. Kangaroo. Kangaroo. Kangaroo nghĩa là gì đây nhỉ? Chuột túi. Okay, good. And the last one? Key. Key. Rồi, key. Con phát âm hai chữ cái này nào. Yeah. Đây là letter gì đây nhỉ? Letter J. Yeah. Letter J. J. Đúng rồi, letter J. Cách đọc của nó mới là J. J. Jude. Jerk. Juice. Đấy. J là cách đọc thôi nhá. Còn cái chữ cái này mình sẽ đọc là J. J. Ok. And chữ cái gì đây? Chữ cái gì nhỉ? No, hờ là cách đọc rồi, còn đây là chữ cái gì? Chữ cái ở trong bảng chữ cái ấy. Chúng ta đọc là gì nhỉ? K. Nguyên đọc lại nào. K. 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 Ok. K, đây mới là K này. K. Kangaroo. K. Key. Rồi, con mời bạn Nguyên đọc cái này cho cô nào. Không. Chúng ta đọc là gì nhỉ? Dược. 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 Đúng rồi. Kangaroo. 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 Ok. Rồi cái gì đây? Cái gì bằng vàng đây? Chìa khóa. Chìa khóa chúng ta đọc như nào? Key. Ok. Key. What number is it? Số mấy đây bạn Nguyên? Số 9. 9 chúng ta đọc như nào? Nine. Ok, nine. Nine gì đây? Nine loan. Loan? No, not loan. Có đọc lại nào. Thứ tử chúng ta đọc như nào? L.
Cái này chắc cô phải nhờ bạn Minh Chiết nhỉ? Bạn Minh Chiết đọc giúp bạn sư tử đọc như nào nào? Lion. 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 Vậy chín con sư tử chúng ta đọc như nào? Nine lion. Lion có thêm S không? Ờ, ok. Nine lions. Rồi, 10 con chim chúng ta đọc như nào? Ten birds. Có thêm S không nhỉ? Nãy giờ bạn Nguyên theo dõi hai bạn trước đọc bài rồi, nhẽ ra mình phải tự sửa cho mình chứ. Bạn Nguyên đọc lại cho cô nào. Ten birds. Ten birds. Ten birds. Ten birds. Con đọc lại nào. Ten birds. Ten birds. Ok. Tiếp theo nào. Bức tranh này Nguyên ơi. Ơ bạn Nguyên đâu rồi nhỉ? Đọc tiếp bức tranh này cho cô nào. Lion. Ok, lion. Next one. Imba. What's this? Con đang nhìn ở đâu đây? Ồ, cái gì đây bạn Nguyên ơi? Cái bạn Nguyên mở mic lên nói to rõ ràng cho cô và các bạn cùng nghe nào. Cái gì đây? Con nói tiếng Việt nào, cái gì đây nào? Cái bạn Nguyên nãy giờ không theo dõi bài à? Cả lớp có ai biết không nhỉ? Giúp bạn Nguyên thế nào? Lollipop. Đúng rồi, lollipop là gì đây bạn Minh Chiết nhỉ? Cái cây kẹo mút. Ok, very good. Cô mời bạn Nguyên đọc lại nào. Lollipop. Bạn Nguyên đã nhớ chưa? Yeah. Lại một lần nữa nào. Lollipop. Ok, lollipop. Tiếp theo nào. Min. Min. Ok, and the last one. Mango. Ok, mango. Rồi, đây là chữ cái gì? Letter. Lời. Letter gì nhỉ? Letter L. L. Rồi, chữ cái gì đây? M. No, tiếng Anh mà. Tiếng Anh letter gì đây? Letter M. Letter? Letter M. M. Đấy các bạn thấy chưa? Bạn nào mà về nhà chăm chỉ làm bài tập là hôm sau là đọc rất là dễ dàng nhá. Mà ở đây là cô thấy có bạn Minh Chiết về nhà rất là chăm chỉ làm bài tập. Chính vì thế là bạn ấy đọc rất là tốt đúng không nào? Nên lớp chúng mình về nhà cố gắng làm bài tập nhá. Thứ nhất là để ôn luyện lại này, để cho mình tiến bộ hơn chứ. Ok, hôm nay chúng ta sẽ học lesson 6, story. Trước khi học bài này thì chúng ta giải lao một chút đấy nhá. Tôi sẽ mở cho các bạn bài hát này. Đi ngủ.
Ok, chúng ta sẽ giải lao tầm 3-4 phút gì đấy. Giờ chúng ta sẽ vào học bài mới. Goka từ GoCheck. Ngày bộ bê, luôn có Goka. Tải GoCheck, đặt Goka. Cả lớp ơi, cả lớp đã thấy màn hình của cô chưa? Rồi ạ. Ok. Coco Melon. Lớp mình ơi, lớp mình đâu hết rồi? Ok, chúng ta cùng ba tiếp tục nha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học lesson 6, story. Các bạn có thấy 4 bức tranh ở đây không? Cô sẽ đọc lần lượt từng bức tranh và chúng ta sẽ nghe toàn bộ câu chuyện. Xong rồi chúng ta sẽ đọc lại từng câu này cho cô nhá. Ok. They are crocodiles. They are crocodiles. They are birds. They are birds. They are tigers. They are tigers. They are boys. They are boys. Bây giờ là quảng cáo rồi. Chơi cùng nào, play together. Let's go. Listening 52. A man has a mango. Bạn chết đi đâu rồi nhỉ? Chết ơi, mở cam lên đi con. Listening 60. Listen to the story. Rồi lớp mình chú ý lắng nghe nha. Look, Billy, what are they? Gaga. They're crocodiles. They are crocodiles, Billy. Crocodiles. Snap, snap. What are they, Billy? Gaga. They're birds. They're birds, Billy. Birds. Tweet, 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 tweet. Con gì đây cả lớp nhỉ?
Con hổ. Ok, hổ. Hổ chúng ta đọc như nào? Tiger. Tiger. Ok, tiger. Billy, what are they? Gaga. They're tigers. They're tigers. Tigers. Roar! Roar! Roar, roar, roar! They're tigers! They're tigers! They aren't tigers, Billy. They're boys. Chúng ta cùng nghe lại một lần nữa nhá. Chúng mình để ý cách hỏi và cách trả lời luôn nè. Đấy, khi hỏi, khi mình muốn hỏi là đấy là con gì ấy, chẳng hạn, thì người ta sẽ hỏi như thế nào nhá. Listening 60. Listen to the story. Look, Billy, what are they? Đấy, chúng ta có câu trúc này, chúng ta có câu hỏi này. What are they? What are they? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh... Đây là nhân vật gì các bạn nhỉ? Đây là con cá sấu á. Đúng rồi, nhưng mà đây là anh này là anh tên gì nhỉ? Anh Tim đúng không nào? Tim đang hỏi Billy này. What are they? Có nghĩa là gì nào? What are they nghĩa là gì cả lớp? Phương ơi, con có thể nhắc lại không? Ừ, đúng rồi. Đây là, kia là những con gì đúng không nào? What are they? Thế kia là những con cá sấu chúng ta nói như thế nào? Trả lời đầy đủ là như thế nào nhỉ? They are crocodile. Okay, very good. Hey. Gaga. They're crocodiles. Đấy, they are crocodiles. Rồi cô mời bạn Minh Chiết đọc nhắc lại nào. Bạn Minh Chiết đâu rồi nhỉ? Chiết ơi, are you there? Chiết còn có trong lớp không? Rồi cô mời bạn Đình Nguyên nào. Dạ. Yeah. Cô mời bạn Đình Nguyên nhắc lại cái câu này nào. Red crocodile. Ở đây chúng ta có hai con cá sấu đúng không? Thì là số nhiều, chúng ta sẽ phải thêm S ở chỗ con cá sấu. Thế đọc như thế nào? Crocodile. They are crocodiles. They are crocodiles. Thế đọc lại nào? They are crocodiles. Ok, tiếp theo này. They are crocodiles, Billy. Crocodiles. Snap, snap. What are they, Billy? Rồi, cô mời bạn Phương nhắc lại câu này cho cô nào. Yeah. Mình nhắc lại câu hỏi vừa rồi mà. Bạn Phương có nghe rõ không? What are they? Cái gì sau đuôi nữa nhỉ? Bee. What are they? Billy.
Đúng không nào? Đúng nhá. Rồi, cô mời bạn Minh Chết nhắc lại nào. What are they building? What are they building? What are they building? Rồi, cô mời bạn Nguyên nào. Để em. Bạn Nguyên đâu nhỉ? What are they gì? Billy. Ok, good. Chết ơi, camera của con có vấn đề à? Con mở camera lên được không? Con mở rồi ạ. Con mở rồi á, nãy giờ con bị tắt cam rồi. Cô vẫn chưa thấy hình của con nhá. Đấy, bây giờ mới mở cam nè. Ok, tiếp theo nhá. Cả lớp lắng nghe này, cô sẽ... Bây giờ cô sẽ yêu cầu các bạn đọc theo luôn nhá. Gaga. They're birds. Rồi, cô mời bạn Phương nhắc lại cho cô nào. They are Billy. Oh, they are Billy. No. Đúng rồi, they are birds. They are birds. Ok, câu mời bạn Nguyên nào. They are birds. They are birds. They are birds. Birds có thêm S mà, they are birds. They are birds. Ok. They are birds, Billy. Câu mời bạn Minh Chết nào. They are birds, Billy. Đúng rồi, nhưng mà bird này chúng ta phải thêm S. Con đọc lại cho cô nào. Billy. Không, không phải thêm S ở Billy. They are birds, Billy. They are birds, Billy. Birds. They are birds. They are birds. They are birds. Đúng rồi. Ok, good. Birds. Tweet, 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 tweet. Rồi, cô mời một bạn hỏi cho cô nào. Đây là những con gì? Chúng ta hỏi như thế nào nhỉ? Bạn nào biết thì cứ mở mic lên nói nhá. What title? What gì? Đúng rồi, what are they? Cô mời bạn khác nhắc lại nào. What are the tiger? What are the tiger? Không, what are they là câu hỏi nhá. Mình phải nói từng câu một chứ. Thứ nhất là mình hỏi trước nào. Đây là những con gì? Chúng ta hỏi như thế nào? Tiger. Câu hỏi mà. Chúng ta hỏi như thế nào? Tiger. Không, tiger là trả lời rồi. Bạn Phương lúc đầu bạn trả lời đúng rồi. Bạn nhắc lại được không nào? What are they? Đúng rồi, dừng lại ở đấy thôi nhá. What are they? Cô mời bạn Đinh Nguyên nhắc lại nào. What are they? Đúng rồi, cô mời bạn Minh Chiết nhắc lại nào. What are they? What are they nghĩa là gì Minh Chiết nhỉ? Là tiger. Không, cô đang hỏi nghĩa cơ mà. What are they nghĩa là gì? Chu. Cô đang hỏi là dịch nghĩa của cái câu what are they cơ mà. Mình vừa nói what are they có nghĩa là gì đấy? Có nghĩa là những con này là con gì đúng không? Rồi bây giờ chúng mình trả lời như nào? Đây là những con hổ, chúng mình trả lời như nào? Cô mời bạn Phương nào. They are tiger.
Đúng rồi, they are tigers. Chúng mình nghe nhá, nghe cách đọc của người ta nè. Billy, what are they? Đấy. Gaga. They're tigers. They're tigers. Không, mời bạn Tiết nhắc lại nào. They are tigers. Có thêm S mà, hai con hổ này. They are tigers. Bạn check ngay lại nào. They are tigers. They are tigers. They are tigers. Không phải là chai mà là thai nhá. Con đọc giống kiểu thai ấy. Tigers. Tigers. Ok, đây. Tigers. Ok, very good. Cô mời bạn Nguyên nào. Một thế thôi. Cô mời bạn Nguyên nhắc lại nào. Tiger. The tiger. Tigers. Không phải, bạn Nguyên nhắc lại nào. They are tigers. The tiger. Lớp mình ơi, cái số nhiều ấy, cái từ số 2 trở lên nó phải có S. Thì chúng ta đọc thì chúng ta phải lưu ý nhá. They are tigers. Mạnh Nguyên đọc lại nào. They are tigers. Đúng rồi. Roar. Roar. Roar, roar, roar. They're tigers. They're tigers. They aren't tigers, Billy. They're boys. Ok, vậy là chúng ta đã nghe xong rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang sách giáo khoa nhá. Ok, page 35, trang số 35 nhá. Ok, bây giờ cô sẽ hỏi và cô sẽ mời lần lượt các bạn trả lời nào. Question number 1, what are they? Cô mời bạn Đình Nguyên nào. Yeah. What are they? Crocodile. Con đọc đầy đủ cả câu nào. What are they? What are they? They crocodile. They are crocodiles. They crocodiles. They are crocodiles. They are crocodiles. Okay, good. Rồi cô mời bạn Phương, picture number 2. What are they? They are boats. Con đọc lại nào. Bớt có thêm S không đây? Có. Con đọc lại một lần nữa nào. Có. Bạn Đình Nguyên không đọc nữa thì tắt mic cho cô nhá. Ok, they are birds. Cô mời bạn Minh Chiết nào. What are they? They are tiger. Rồi, Chiết ơi, con lưu ý nhá, cái từ con hổ này mình không đọc là tiger mà là tiger. They are tigers.
Đúng rồi, they are tigers. And the last one, what are they? Cô mời bạn Phương nào. What are they? Ô, bạn Phương đâu rồi nhỉ? Phương ơi, what are they? Cả lớp có bạn nào trả lời thay bạn Phương được không? What are they? They are tigers. They are tiger? No, not tiger. What are they? They are tigers. No, not tiger. Hai bạn này cơ mà. What are they? Hai bạn này là hai bạn trai chứ có phải là con hổ đâu. What are they? They are men. They are men? No. Men là đàn ông cơ mà. Còn đây là chỉ là hai cậu bé thôi đúng không nào? They cậu are bé. Boys. Đúng rồi. They are boys. Cô mời bạn Minh Chiết nhắc lại nào. What are they? Cô đang mời bạn Minh Chiết mà. Bạn Chiết nhắc lại cho cô nào. They are what are they? They are hippo. They are hippo? No. Ở bức tranh số 4 mà con ơi. Chỗ cô đang khoanh đây này. Ôi giời ôi. Hai bạn nam này mà bảo là hippo. Ôi giời ôi. What are they? They are kids. They are boys. Cậu bé đúng không nào? Chúng ta đã học từ cậu bé rồi đúng không? Cậu bé là gì nhỉ? Cả lớp ơi, cậu bé là gì? Cậu bé là boys. Đúng rồi, cậu bé là boy. Vậy what are they? Cô mời Chiết nhắc lại một lần nữa nào. What are they? They are boys. Đúng rồi, they are boys. Thêm S nhá, có hai cậu bé cơ mà. They are boys. Chiết đọc lại lần nữa nào. They are boys. Cô chưa thấy từ S nhỉ? They are boys. They are boys. Okay, good. Cô mời bạn Đình Nguyên nào. What are they? Boy. Trả lời cả câu đầy đủ nào. They. They mò. They and boy. What are they? Mình phải trả lời đầy đủ là gì? What are they thì mình phải trả lời là they are. They are boys. 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 Okay. Đúng rồi, phải thêm S đi bạn Phương này mới đúng này. They are boys. They are boys. Cô vẫn chưa nghe từ S nhỉ? They are. They are boys. They are boys. They are boys. Em một lần nữa nào. They are boys. They are boys. Okay. Okay, that's it for today. Vậy là chúng ta đã học xong nội dung của Unit 4 rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ chuyển sang làm bài tập nhá. Bài tập Easy Class hôm trước chúng ta đã làm chưa? Easy Class của Unit 4 này mình đã làm chưa nhỉ? Con chưa. Chưa đúng không? Ok.
Cô bảo cả lớp mình tải Easy Class về để làm, cả lớp đã ai tải chưa nào? Tải được chưa? Con tải rồi, nhưng mà con quên, con chưa đăng bài, con quên chưa đăng tài khoản ạ. Mình tải về rồi thì... con không biết. Chúng ta tải về rồi thì đăng ký vào và chúng ta làm bài tập đi chứ. Tại vì làm ở trên này là mình có thể nghe được lại cái cách phát âm của người ta này, mình có thể vào học bài được này, xong rồi làm bài tập này. Đấy các bạn có thấy không? Chúng ta ấn vào phần học bài này. Là về chúng ta có thể nghe lại được các cái từ mà mình chưa biết cách phát âm này. Đây, ví dụ. Ở Unit 4 đúng không? Chúng ta sẽ ấn vào đây và chúng ta về nhà có thể nghe lại này. Listening 50. Listen and point. Bird. Bear. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể ấn vào cái phần học bài này tại vì nó miễn phí mà. Những cái mục này là nó miễn phí, nó không bắt chúng ta phải đăng ký tài khoản hay là mua gì hết ấy. Đấy, chúng ta có thể học xong rồi làm bài tập luôn đây này. Ok, gần bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập của Unit 4 nhá. What is it? One. What is it? What is it? Có nghĩa đây là cái gì? Nước cam. Ok, đây là nước ép đúng không nào? Nước ép chúng ta có từ gì nhỉ? Cả lớp ơi, nước ép là gì? This. Có bạn khác nào? Có bạn nào khác có cách phát âm khác không? Cả lớp cứ mở mic lên nói nhá. Tại vì các bạn giơ tay thì cô không thấy rõ ấy. Thì cả lớp cứ mở mic ra nói tự nhiên nào. Nước ép là gì đây cả lớp? Các bạn nào biết không? Juice. Juice. Chúng ta viết như thế nào nhỉ? J U I C E juice. Đúng không nào? Cô mời bạn Minh Chiết đọc lại từ này nào. Dây a du. No, làm gì dây a? Juice, đúng rồi, juice nó là từ này các bạn nè. Nó là cái từ này nè. Cả lớp tập trung nhìn lên màn hình của cô nào. Đấy, juice nó là cái từ này nè, đây là nước ép đúng không? Nước ép chúng ta có từ juice. Ok, quay lại bài tập nào. Rồi. Number 2. What is this? What is it? Cái mình chúng ta đọc là gì nhỉ? Không có bạn nào phát biểu luôn à? Cô mời bạn Phương nào. Jerk. Đúng rồi, jerk. Cô mời bạn Đình Nguyên nhắc lại nào. Jerk. Ok, cô mời bạn Chiết nhắc lại nào. Jerk. Không sờ, no sờ, not thêm s nha. Tại vì đây chúng ta có mấy cái bình đây. Một. Chúng ta chỉ có một cái bình nên chúng ta sẽ không thêm S. Vậy cô mời bạn Minh Chiết đọc lại nào.
chơi. Duck. Đúng rồi, chứ. What is it? Kangaroo. 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 Đúng rồi, đọc như bạn Minh Chiết đây này. Kangaroo. Kangaroo. Đúng rồi. Đúng rồi, not kanga nhá. Kangaroo. 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 Okay, and the last one. What is it? Key. Key, key. Good. Key. Key. Rồi cả lớp lắng nghe nha. 1. Key. Đáp án gì đây nhỉ? A. A. Key đúng không nào? A. Key. A. Rồi tiếp theo này. 2. Juice. A or B? B. B là gì đây nhỉ? Juice. Okay, juice. Juice. Rồi, câu tiếp theo này. Cô sẽ mời bạn Minh Chiết câu này nào. Và lớp chú ý lắng nghe này. 3. Kangaroo. Cô mời bạn Minh Chiết nào. A or B? B. B là gì đây? Kangaroo. Đúng rồi, kangaroo. Okay, good. Cô mời bạn cô mời bạn Phương câu số 4 nào. Mình lắng nghe trước nha. Vâng. Judge. Chọn đáp án nào đây con? A or B? Đáp án nào nhỉ? A, ok, A, joke, good. Ok, đúng hết rồi. Tiếp theo nha. Number. How many crocodiles? How many crocodiles? How many? How many crocodiles? Có bạn nào biết không? Cô mời bạn Đình Nguyên nào. 9. 9 nó nói như nào? 9. Nai gì nhỉ? Crocodile. Không đọc là lai nhá, đọc là nai. Nai. Nai crocodiles. Nai crocodiles. How many lions? Cô mời bạn Minh Chiết nào. How many lions? Nine. Really? Nine lions. No. Bạn Minh Chất đếm xem bao nhiêu con nào? Ten. Đúng rồi, 10 con. Ten lions. Ten nhá, not nine. Ok. Cô mời bạn Đình Nguyên nào. How many hippos? Hippo. How many? How many hippos? Seven.
Seven, seven gì nhỉ? Seven hippos. Okay, good. Seven hippos. Okay, very good. Look at Victor and write the correct word. What lion. Is this? Lion. Okay. Lion. Good. What is it? What is it? Color? Candy. Tớ mình ơi, cái gì đây nhỉ? Candy. Đúng rồi, lollipop. Candy là kẹo nói chung đúng không? Còn đây là cái kẹo mút. Kẹo mút hôm trước mình học là gì? Lollipop. Đúng rồi, lollipop. Cô mời bạn Minh Chất nhắc lại nào. Đi ngủ. Lollipop. Lollipop, ok. Ngủ. What is it? Cô mời bạn Đinh Nguyên nào. Boy. Boy? Oh, no, not boy. Men. Đúng rồi, men. Men là gì? Ông. Men là đàn ông đúng không? Đàn ông là những người kiểu người ta già dặn chính chắn ý, chứ không phải là boy. Boy là kiểu như trẻ con ý, các cái cậu bé thôi. And the last one? Mango. Mango. Mango nha. Cô mời bạn Phương nhắc lại nào. Mango. Ok, câu hỏi bạn Minh Chất nhắc lại nào. Mango. Ok, good. Rồi, các bạn chú ý lắng nghe này, cô sẽ gọi một bạn bất kỳ này. Mẹ ủa các bạn ơi, các bạn nghe được phát âm chưa? Chưa. One. Mango. Mango. B. Đúng rồi, mango. Number two này. Cả lớp ơi, các bạn tắt mic cho cô ấy nhá. Tí nữa mà ai mà có câu trả lời thì mới mở mic lên nói nhá. Mạng của cô hôm nay nó cứ bị lắc lắc. Two. Lollipop. Lollipop. Ok, lollipop. Cô mời bạn Minh Chết câu 3 nào. Con chưa nghe thấy. Ừ, con chờ cô một chút nhá. Mạng của cô hôm nay nó hơi yếu, nó chưa phát âm kịp. Three. Man. Đáp án gì đây? Three. Man. Man. Đúng rồi, man. Man. Câu 4 nè. Man.
Four. Lion. Các bạn gì đây cả lớp? các bạn tắt mic. Các bạn tắt mic giúp cô ấy nào. Chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa câu 4 này nhá. Four. Lion. Ayomi. Okay, lion. Bear. Bears. Đây là số nhiều mà. Ba con gấu bears. Mà. Okay, yes. Bears. What are they? Hippos. Hippos. Okay, good. Bird. 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 Bee. Good. Hippo. A. A. Hip gì? A. Hippo. Các bạn khác nào cô không nghe thấy các bạn khác đọc nhỉ? Chỉ mỗi bạn Nguyên thôi. Hippo. Đúng rồi, hippo. Hippo, not hippo nhá. Hippo. Hippo. Cô chưa nghe thấy tiếng bạn Minh Thiên nhỉ? What is this? Tiger B. Tiger. What is it? Crocodile. Crocodile. What is it? Yeah, đúng rồi. What is it? Cô mời bạn Minh Thiết nào. Đấy, cô không nghe thấy tiếng bạn Minh Chết nhỉ? Bear. Bear. Rồi, cô mời bạn Phương nhắc lại từ này nào. Bear. Good. Bear, not beer nhá. Tiger. Tiger. Good. Cô mời bạn Phương nào. Bạn Phương đọc là gì? No. Bird. Ok. Câu mời bạn Minh Chết nào. Câu mời bạn Minh Chết nào. Từ đây đọc là gì? Không, mình đọc cả câu, đọc cả từ cơ mà. Từ này nghĩa là gì nào? Có bạn nào đọc giúp bạn Chiết không? Cô mời bạn Phương đọc giúp bạn Chiết từ này nào. Phương ơi. Hippo. Đúng rồi, hippo. Hippo là gì đây? Là con hà mã. Đúng rồi, cô mời bạn Chiết nhắc lại nào. Hạ hippo. Ok. Cô mời bạn Đình Nguyên nào. Hippo. Từ này cơ mà. Bear. Ok, bear. And the last one, cô mời bạn Phương. Crocodile.
Okay, crocodile. Ok, bài của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc nhá. Trước khi nghỉ thì cô sẽ ra bài tập về nhà cho các bạn này. Hôm nay là thứ 5 đúng không ạ? Hôm nay là thứ 5, chúng ta sẽ có thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2, 4 ngày để làm bài cơ mà đúng không? Các bạn về nhà quay video nhá. Quay video đọc những cái từ này cho cô này. Bạn Phương và bạn Đinh Nguyên có thắc mắc gì về cái cách nộp bài nữa không? Tại vì là cô thấy hai bạn là ít khi nộp bài lắm nhá. Rồi cả lớp mình ơi, các bạn về nhà quay video và đọc những từ này cho cô này. 4 cái bức tranh này nhá. Và chữ cái J này, K này. Tiếp theo là số 9 và số 10. Tiếp theo là 4 bức tranh này này. Lion, lollipop, man, mango. Và chữ L, chữ M. Ôi. Thì về nhà có quay video không? Có. Cô đang ra bài tập đây mà. Về nhà quay video và đọc những cái từ này mà. Ơ, các bạn đã thấy màn hình của cô chưa? Đây, những cái từ này đây các bạn. Đây. Ok, 4 bức tranh này này. Cô nhắc lại nha. 4 bức tranh này này, xong rồi số 9, số 10 này. Xong rồi 4 bức tranh này nữa này. Được chưa nào? Số 9, số 10. Bây giờ học tới đâu mà? Chữ thế này. Xong rồi chữ J này, chữ K này. Đánh dấu vào. Ở đây nè. Đánh dấu. Con biết mà. Ở đây. Cô đọc lại nhá. Ở trang số 32 này. Trang số 32 là chúng ta sẽ đọc từ J này, từ K này và 4 bức tranh này được chưa nào? Đấy là trang số 32. Tiếp theo là trang số 33 là chúng ta đọc số 9, số 10. Cả lớp có kịp ghi không? Rồi, trang số 34 chúng ta sẽ đọc chữ cái L và M. Xong rồi chúng ta sẽ đọc 4 bức tranh này được chưa nào? Và bài cuối cùng là cái bài hôm nay chúng ta vừa học này, trang số 35. Các bạn chỉ vào bức tranh và nói they are crocodile, they are birds. Đấy, tương tự đúng không? They are tigers, they are boys. Cả lớp đã nhớ bài tập về nhà chưa nào? Rồi ạ. Rồi các bạn nhớ là quay video và gửi lên cái Facebook Trường Anh Ngữ Giang Túc trước thứ 3 cho cô để cô sửa bài cho các bạn nhá. Vâng. Hôm sau mà cô không thấy bạn nào nộp bài là cô sẽ phạt đấy. Ơi. Giờ trang 34 làm thế nào á? Trang 34 làm thế nào á? Trang 34 mình sẽ đọc chữ cái L và M đây. Xong rồi mình sẽ đọc 4 bức tranh này. Vâng ạ. Được chưa nào? Rồi bây giờ cô mời một bạn nhắc lại bài tập về nhà cho cô nào. Cô mời bạn Chiết nào. Bài tập về nhà của chúng mình có những gì nào? Đọc số 9 với cả số 10 với cả đọc em bài. Cái bài này là bài nào? Trang số bao nhiêu? Trang số 32. Đúng rồi, trang số 32. Rồi trang số 33. Trang số 33 cả
trang số 34. Đúng rồi, trang số 35 có đọc không? Có. Đúng rồi, cô mời bạn Nguyên nhắc lại bài tập về nhà cho cô nào. Về nhà chúng mình nhớ quay video nhá. Cô mời bạn Nguyên nhắc lại cho cô là về nhà chúng ta quay video đọc những cái gì nào. Anh tí ơi. Bác đúng đâu rồi. Chạm bao nhiêu. Mỗi lần đọc như thế này là chúng mình vừa được luyện lại phát âm này. Trang số bao nhiêu bạn Nguyên nhỉ? Sách giáo khoa nhá. Số 3 33 2 30 á? 30 á? 30 không cần đọc nhá, 30 không cần đọc. Chúng ta chỉ đọc từ 32 trở đi thôi. 32. Cô nhắc lại này, trang số 32 này, trang số 33 này, trang số 34 này, trang số 35 này. Và khi quay video thì chúng ta nói như thế nào? Cô mời bạn Phương nào. Bạn Phương hình như là chưa quay video bao giờ đúng không? Khi quay video thì chúng ta nói như thế nào? Không, nhưng mà lúc mà em quay video thì em nói như thế nào? Hello teacher, I'm in chat group on the one. Đúng rồi đấy, kinh nghiệm từ một bạn chuyên nộp bài tập cho hay. Nhưng mà cái giới thiệu về lớp mình sẽ nói là my class. Được chưa nào? My class is 1D1. Cô nhắc lại cho con. Ừ, để cô giới thiệu lại cái câu nói về lớp này nữa nào. Chưa đợi con đọc lại cái câu my class is 1D1 nào. Hello teacher, I'm in class 1D1. My class. My class. Is 1D1. One. Rồi bạn Minh Chất đọc từng câu giúp cô nào. Bạn Phương và bạn Đình Nguyên lắng nghe này. Con nghe thấy rồi nhá. Thế con nhắc lại cho cô nào. Mình nói những cái gì nhỉ? Rồi. Đúng rồi. My name trước. My name trước. Rồi, tiếp theo. My class is. My class is 1D1. Rồi, bạn Nguyên nãy gọi cô cái gì đấy nhỉ? Giới thiệu tên là lớp trước cô. Giới thiệu của tên trước rồi đến lớp. Bạn Phương vừa mới nói xong đấy. Bạn Minh Chất đọc lại cho cô nào. Mình sẽ giới thiệu như thế nào nhỉ? Bây giờ bạn Minh Chất giới thiệu lại một lần nữa để cho hai bạn khác nghe lại một lần nữa nào. Hello. Nói từ từ thôi nhá. Đấy. Hello teacher. Class 1. Không, hello teacher rồi đến gì? I'm in class 1D1. Đúng rồi, cô mời bạn Đình Nguyên nhắc lại cho cô nào. Nguyên ơi, con cho mở mic kìa. Không, không hỏi qua cho em, mình giới thiệu luôn mà. Hello class. Ơi. Cô viết Malaysia. Mày có 1D1 cho con ạ. Cô viết cho con á? Vâng. Cô viết để con đọc theo ấy hả? Không, con nhìn. Con nhìn á. Cái lúc mà đăng con Facebook á. Con viết.
cái lúc mà con đăng lên Facebook ấy thì con chỉ cần viết 1D1 thôi nhá, dấu thăng này, xong rồi 1D1 này, xong rồi là tên của mình, nộp bài là được thôi. Chỉ cần viết lớp 1D1 là được nhá. 1D1 là 1D1 đây, là lớp của mình đây. Nguyên ơi, cô sẽ nhắc lại cho con cái cách mà mình nộp nhá. Mình sẽ nói là hello teacher, my name is Đình Nguyên, đúng không nào? My class is 1D1. Rồi cô mời bạn Đình Nguyên nhắc lại cho cô nào. Đã nắm được chưa? Nguyên cứ mở mic lên đi, cứ mở mic lên nói đi, sai cô sửa cho. Hello class. Không, hello teacher. Yeah. What's your name? Không, không phải what's your name. Con trả lời cơ mà. Con giới thiệu về tên của mình cơ mà. Giới thiệu tên mình nói như thế nào? My name is gì nhỉ? My name gì? Không, tên của con là gì? My name gì? Đúng rồi, con sẽ nói là hello teacher, my name is Đình Nguyên. Tiếp theo giới thiệu lớp này, my class is 1D1. Con đọc lại nào. Class is 1D1. 1D1. Đúng rồi. Cái lớp mình đã nắm rõ chưa nào? Ok nha, các bạn nhớ nộp trước thứ ba tuần tới cho cô để cô sửa bài nha. Vâng. Ok, goodbye class. Bye, teacher. Ok, good night. Good night. Thank you.